Kính chào quý vị, tôi là MC Ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin điểm báo 11 giờ hôm nay, mời quý vị cùng nghe những thông tin tổng hợp vừa được cập nhật. Những thông tin được đăng tải trên trang báo mới.com và nhân dân.vn. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xã hội hóa đầu tư xây dựng trường mầm non phục vụ con công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện hữu. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, việc đầu tư xây dựng trường mầm non tại khu công nghiệp, khu chế xuất còn gặp nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu gửi trẻ tại các địa bàn này là rất cao. Trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc xã hội hóa đầu tư xây dựng trường mầm non trong các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện hữu, đồng thời kiến nghị chính phủ cần ban hành nghị định triển khai chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, thuế nhằm khuyến khích xã hội hóa trong việc đầu tư phát triển trường, lớp mầm non ngoài công lập tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Theo Tổng cục Hải quan, trong 15 ngày đầu tháng 8, có 9.906 chiếc ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam với giá trị kim ngạch nhập khẩu là 206,25 triệu đô la Mỹ. Số lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong 15 ngày đầu tháng 8 tăng vọt so với nửa cuối tháng 7 tháng 2022, tới 67,9% tương đương 3.884 xe và tăng 58,62% tương đương 3.550 xe so với cùng kỳ năm 2021. Nhập khẩu nhiều nhất trong nửa đầu tháng này là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 8.840 xe. Ô tô nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu từ Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Do kỳ điều hành ngày 21 tháng 8 trùng vào ngày Chủ nhật nên thời gian điều hành được Liên Bộ Tài chính, Công Thương lùi sang ngày làm việc tiếp theo sau ngày nghỉ, tức 15 giờ ngày thứ Hai 22 tháng 8. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng, dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 17 tháng 8 tăng nhẹ so với kỳ trước. Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay giá xăng, dầu thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore cao hơn giá bán lẻ xăng trong nước khoảng 250 đến 350 đồng một lít, còn dầu diesel, dầu hỏa khoảng 950 đến 1.100 đồng một lít. Do đó, kỳ điều hành ngày 22 tháng 8, giá xăng trong nước có thể tăng theo. Tiếp tục bản tin là những thông tin thế giới đáng chú ý. Lực lượng không quân Australia đã tiến hành các cuộc tập trận đa quốc gia ở miền Bắc nước này. Sự kiện có 17 quốc gia tham gia, nhiều nhất từ trước đến nay. Trong đó, các nước Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức lần đầu tiên tham gia tại lễ khai mạc ở Darwin hôm thứ Bảy, 20 tháng 8, Tư lệnh Không quân Darren Goldie quan nghênh sự tham gia của các máy bay chiến đấu từ khắp nơi trên thế giới. Ông Goldie cho biết điều này phản ánh khả năng tiếp cận toàn cầu của Không quân Australia và tiềm năng hợp tác với các đối tác. Ngày 20 tháng 8, người phát ngôn của Bộ Y tế cho biết Indonesia đã xác nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên của nước này. Bệnh nhân vừa từ nước ngoài trở về. Theo Bộ Y tế Indonesia, ca bệnh có quốc tịch Indonesia, hiện trong tình trạng sức khỏe tốt và chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ, đang tự cách ly ở nhà. Đại diện Bộ Y tế cho biết đang tìm những người tiếp xúc gần gũi với ca bệnh và làm xét nghiệm. Bộ Y tế Indonesia kêu gọi người dân bình tĩnh và trấn an công chúng rằng bệnh đậu mùa khỉ có thể điều trị được. Cho đến nay, 22 trường hợp nghi ngờ đã được xét nghiệm trên khắp cả nước, trong đó tất cả đều âm tính. Nga tiếp tục là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho Trung Quốc trong tháng 7 vừa qua. Số liệu vừa được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố cho thấy đây là tháng thứ ba liên tiếp Nga duy trì được vị trí này, trong bối cảnh lượng dầu cung cấp cho thị trường châu Âu giảm mạnh liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Tính chung từ đầu năm đến nay, lượng dầu Trung Quốc nhập khẩu từ Nga đã lên tới hơn 48 triệu tấn, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sức mua mạnh đối với dầu thô của Nga đã khiến lượng dầu Trung Quốc nhập từ Angola giảm 27% và Brazil giảm 58%. Trong tháng 7, Trung Quốc không nhập khẩu dầu từ Venezuela và Iran. Thưa quý vị, với mong muốn chia sẻ cùng những lao động khó khăn, gia đình chị Võ Thị Hà Thảo, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã thành lập tủ thực phẩm không đồng ấm lòng khi đói. Cứ 6 giờ sáng hàng ngày, tại bãi đất trống cạnh số 57 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, chị Thảo cùng các hộ gia đình quanh xóm trao tặng hơn 130 phần thức ăn, bao gồm 100 ổ bánh mì bơ sữa, 30 hộp xôi. Đa số, khách hàng của tủ thực phẩm không đồng là những người có mức thu nhập thấp, làm nghề bán hàng rong, bán vé số, ve chai, xe ôm. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của các thành viên, những ổ bánh mì, hộp xôi không đồng chứa đựng tình yêu thương, sẻ chia, đồng cảm. Nhận bánh mì trên tay, bà Nguyễn Thị Lý, 68 tuổi, thành phố Buôn Ma Thuột làm nghề bán vé số cho biết, những lao động nghèo như tôi chỉ mong có bữa sáng no bụng, đủ sức làm việc cả ngày. Có chiếc bánh mì, một hộp xôi miễn phí như thế này, tôi mừng lắm, vừa no bụng vừa tiết kiệm được chút tiền. Tính đến thời điểm hiện tại, tủ thực phẩm không đồng ấm lòng khi đói đã hoạt động được hơn một tuần.
Nguồn kinh phí để duy trì tủ có được từ sự đóng góp của bạn bè, thành viên gia đình chị Thảo và các hộ quanh phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột. Với mong muốn được đồng hành cùng gia đình chị Thảo, anh Võ Ngọc Khanh thành phố Buôn Ma Thuột nấu sẵn thùng nước trà để cạnh tủ. Tôi thấy mọi người ăn xong cần có nước uống. Mua chai nước lọc cũng tốn kém nên gia đình tôi ngỏ ý với chị Thảo hỗ trợ nước uống và trà đá hàng ngày. Anh Võ Ngọc Khanh nói, chia sẻ về ý tưởng tủ thực phẩm không đồng ấm lòng khi đói, chị Võ Thị Hà Thảo phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, khi nhìn thấy những người lao động nghèo, vất vả mưu sinh, tôi đề xuất với mọi người trong gia đình dựng một tủ bánh miễn phí, mong chia sẻ chút yêu thương. Gia đình và các anh chị Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Buôn Ma Thuột rất đồng tình và hỗ trợ tôi, chị Thảo cho hay. Thưa quý vị, Ninh Thuận nổi tiếng với những bãi biển trong xanh, hoang sơ, những đồi cát vàng mênh mông như một sa mạc thu nhỏ. Góc mặt trong bức tranh thiên nhiên độc đáo ấy còn có một khu tập hợp những khối đá với đủ hình thù dị dạng, được đặt tên là Công viên đá Ninh Thuận hay Bãi đá Ninh Thuận. Công viên đá Ninh Thuận nằm cách trung tâm thành phố Phan Rang, Tháp Chàm khoảng 30 km. Mất tầm 30 phút di chuyển bằng xe máy để đến địa phận xã Thái An. Sau đó, du khách sẽ phải tiếp tục vượt qua hơn 3 km đường rừng thuộc vườn quốc gia Núi Chúa để đến được kỳ quan độc đáo này. Sở hữu diện tích khoảng 3 hecta, công viên đá Ninh Thuận như cái tên của nó, xoay qua xoay lại chỉ toàn thấy đá và đá. Những phiến đá sừng sững tồn tại qua hàng triệu năm dưới cái nắng, cái gió của đất trời Ninh Thuận bị bào mòn thành đủ kiểu dáng, hình dạng kỳ thú. Đây cũng chính là điểm tạo nên sự khác biệt của bãi đá này. Du khách tha hồ thả trí tưởng tượng bay bổng của mình trước những tảng đá lớn nhỏ, lởm chởm, nhấp nhô xa gần. Có khối trồng giống như một con khủng long, có người lại nhìn ra một con voi, con cá, đôi tình nhân. Đứng trước khoảng không rộng lớn bao quanh bởi đá này, không có giới hạn cho sự tưởng tượng. Sự kiến tạo một cách tinh cơ nhưng đầy kỳ vĩ của tạo hóa này đã giúp bức tranh một góc vườn quốc gia Núi Chúa thêm phần sinh động và lôi cuốn. Công viên đá Ninh Thuận có thể xem như là món quà nhỏ mà tạo hóa đã ban tặng vùng đất gió như rang, nắng như thang này. Tuy mộc mạc, hoang sơ nhưng đây chắc chắn sẽ là địa điểm mang lại những điều thú vị không ngờ trong chuyến hành trình khám phá Ninh Thuận. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo trưa nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong bản tin trợ lý ảo điểm báo lúc 18 giờ. Thân mến chào tạm biệt.